Tôi đang xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây đang là hai mẫu xe, một bên là số phổ thông, một bên là dòng xe côn tay các bạn nha. Và hiện tại cả hai mẫu xe đang được rất nhiều khách hàng Việt Nam chúng ta quan tâm và để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình rất nhiều. Và ngày hôm nay thì mình quay cận cảnh trực tiếp bởi lý do ở đây đưa ra ấy, là hai mẫu xe này giá bán gần như tương đương với nhau. Và ngày hôm nay mình đang quay cận cảnh cả hai mẫu xe tại xe máy Lai Châu với địa chỉ cụ thể 149 đường Trấn Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua tới dòng xe này, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Đều là hai phiên bản màu trắng đen rất đẹp và cuốn hút các bạn nha. Đây là mẫu xe Honda Winix phiên bản tiêu chuẩn, giá bán vào khoảng tầm 34 triệu trong thời điểm hiện tại. Còn đây là một mẫu xe phiên bản là cao cấp của Future 125 Fi, giá bán cũng vào khoảng tầm 33 triệu 500, ngang giá bán với nhau thôi. Nhưng một bên là dòng xe số với phân khúc là 125 phân khối, còn một bên là dòng xe côn tay với phân khúc là 150 phân khối. Hiện tại thì dòng xe Honda Winix đang hạ giá đi khá nhiều so với giá bán đề xuất của hãng các bạn nha. Giá bán của nó ấy, nếu đề xuất của hãng rơi vào khoảng tầm từ 46 đến 50 triệu cơ. Đây các bạn có thể nhìn ngang xe cho mình trên mẫu xe Honda Future phiên bản 125 Fi, màu sắc trắng rất đẹp luôn, nhìn cực kỳ cuốn các bạn nha. Trang bị hệ thống phanh đĩa, vành đúc. Về nội dung này thì hai mẫu xe gần như tương tự với nhau. Về giảm xóc phía sau thì có sự khác biệt một chút, phiên bản Future sẽ là giảm xóc lò xo đôi phía sau. Còn mẫu xe Honda Winner X ấy sẽ là giảm xóc mô lô xốc phía sau các bạn nha. Với mẫu xe Future nó sẽ đem đến cảm giác sang trọng cao cấp hơn so với dòng xe thể thao mạnh mẽ như dòng xe Honda Winner X. Đuôi xe đây các bạn có thể nhìn cận cảnh và chi tiết trên màn hình. Một chút nữa thì mình sẽ quay riêng từng mẫu xe một để các bạn có thể nhìn ngắm các bạn nha, với các màu sắc khác luôn. Mặt đồng hồ cũng có sự khác biệt, chìa khóa cũng có sự khác biệt các bạn nha. Một bên dạng analog, một bên là LCD, chìa khóa một bên là chìa khóa thường và một bên là chìa khóa thông minh Smart Key. Hiện tại Honda Winix ở đây là chỉ là một phiên bản tiêu chuẩn thôi, nó sẽ có thêm những phiên bản cao cấp nữa, trang bị điển hình hơn, đặc biệt là hệ thống phanh chống bó cứng ABS mà giá của nó cũng chỉ nhỉnh hơn một chút thôi, đâu đó vào khoảng tầm từ 3 đến 4 triệu thôi các bạn nha. Sau đây thì để các bạn có thể theo dõi kỹ hơn ở từng mẫu xe, mình sẽ quay thêm hai phiên bản nữa để các bạn có thể nhìn ngắm ở đây. Đây là phiên bản Honda Winner X cao cấp, màu đỏ nhám rất đẹp. Tuy nhiên được trang bị một cặp mâm. Cặp mâm này là cặp mâm được sơn màu vàng đồng của phiên bản đường đua HRC. Đại lý muốn đưa lên tại vì nhiều bạn thích phiên bản đường đua HRC mà thích cặp mâm màu đen các bạn nha. Hoàn toàn có thể đổi được luôn. Với cái phần sơn mâm xe này hoàn toàn hợp lệ, các bạn không phải lo lắng gì cả khi các bạn lưu thông trên đường. Hiện tại thì giá bán của cái phiên bản cao cấp này rơi vào khoảng tầm 37 triệu thôi. Giá bán đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm đăng ký. Còn phiên bản mà HRC mới nhất năm 2023 thì giá bán của nó sẽ vào khoảng tầm 38 triệu các bạn nha. Tức là hiện tại dòng xe Honda Winner X với mức giá bán dao động cho khoảng tầm từ 34, 37, 38 cho 3 phiên bản tiêu chuẩn, cao cấp và thể thao. Rất cụ thể như vậy để các bạn có thể lưu tâm lưu ý. Hiện tại thì chương trình trả góp với mẫu xe này sẽ là áp dụng chương trình trả góp với lãi suất là 0,79%. Đã chương trình 0% đã hết rồi các bạn nha. Đây cặp mâm màu sơn màu vàng đồng rất đẹp. Mình thấy cái màu đỏ nhám này mà đi cặp mâm màu vàng đồng nhìn rất hợp luôn. Không biết các bạn như thế nào, các bạn có thể thoải mái để lại bình luận ở phần nhận xét các bạn nha. Quá ok rồi. Riêng phiên bản màu đỏ nhám này thì mình sẽ quay chi tiết hơn ở các góc độ để các bạn có thể nhìn ngắm. Với khối động cơ cam đôi DOHC 6 số, sản sinh ra công suất 15,4 mã lực, mô men xoắn 13,8 Nm. Logo Winix được in nổi 3D. Màu đỏ nhám này nhìn ngoài cực kỳ đẹp các bạn nha, nổi bật. Phải nói một điều là những cái màu nhám đến từ Honda ấy, rất đẹp luôn. Và mình thấy rằng ấy, những mẫu xe đến từ nhà Honda thì các bạn cũng đã biết rồi, tem xe thường rất ít, thường sắc thường ấy chỉ là những cái màu sắc cơ bản mà thôi, như đỏ nhám, đen nhám, bạc nhám, rồi các cái màu sắc tiêu chuẩn cũng vậy, trắng đen, đỏ đen, đen bóng, nó cũng tương tự. Mỗi phiên bản đường đua HRC nó sẽ có nhiều màu sắc hơn thôi, còn lại thì đều là những màu sắc cơ bản. Phiên bản là phiên bản cao cấp nên được trang bị hệ thống sạc thiết bị thông minh 2.1A, cổng sạc khá là ok, tiện dụng lắm các bạn nha. Hệ thống đèn thì full LED 100% trên tất cả các phiên bản rồi, từ hệ thống đèn hậu đến đèn xi nhan của xe, nhìn khá là thể thao, các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Phải nói một điều là tổng thể thiết kế của dòng xe Honda Winix nó sẽ trung tính, phù hợp với rất nhiều lứa tuổi có thể sử dụng, kể cả các bác lớn tuổi hoàn toàn có thể đi mẫu xe này một cách ok và thoải mái các bạn nha. Phiên bản này được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS cực kỳ an toàn.
một kênh cho phần bánh trước của xe để các bạn có thể theo dõi. Với mức giá bán chỉ vào khoảng tầm 37 triệu mà các bạn có cho mình một chiếc xe như này thì hoàn toàn là đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại rồi. Với mức tăng nhiên liệu là 1,99 lít trên 100 km, nhiều bạn có để lại bình luận về phần xe cho mình ấy. Có nói rằng mẫu xe Honda Wix này là 1,7 lít, nhưng các bạn lưu ý cho mình này. 1,7 lít ấy là cái phiên bản V2 các bạn nha. Còn phiên bản V3 nó sẽ là 1,99 lít trên 100 km, nó thay đổi đi một chút rồi, các bạn lưu tâm lưu ý hơn cho mình thông qua video ngày hôm nay là như vậy. Với những bạn nào quan tâm đến trực tiếp đại lý trung tâm xe máy Xin Lai Châu với địa chỉ cụ thể 149 đường Trần Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu để xem xe cho mình, hoặc thông qua số điện thoại của anh Thứ là nhân viên bán hàng của đại lý, số điện thoại 0969 188 283, quản lý của đại lý luôn các bạn nha. Sau đây để các bạn có thể theo dõi thêm, mình sẽ quay riêng phiên bản Future 125 Fi nữa với màu sắc xanh xám, màu nhám các bạn nha, đặc biệt rất đẹp luôn. Hiện tại hơi nghịch lý một chút ấy là cái phiên bản đặc biệt này, giá bán của nó sẽ rẻ hơn so với phiên bản cao cấp trong thời điểm hiện tại. Cao cấp hiện tại trong lúc này giá bán là 33 triệu 500, còn phiên bản đặc biệt các bạn đang theo dõi giá bán chỉ 32 triệu 500 nghìn đồng mà thôi. Và hiện tại rẻ nhất là phiên bản phanh đĩa vành nan hoa với màu sắc xanh đen, giá bán hiện tại là 31 triệu 500 nghìn đồng. Toàn bộ giá bán mình báo đến các bạn cam kết là đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Tiền đăng ký thì tùy theo hộ khẩu các bạn ở thành phố hay ở huyện, đối với Lai Châu mình nó sẽ khác nhau các bạn nha. 2% ở huyện và 5% ở thành phố. Còn với những bạn nào ở các khu vực như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh ấy là những khu vực 1 thì tiền đăng ký của nó sẽ cao hơn. Và với những mức giá bán của những cái mẫu xe với những giá trị khác nhau thì phải cộng thêm tiền các bạn nha. Nó khác so với các tỉnh thành lẻ khác trên cả nước. Lưu ý để các bạn như vậy. Hiện tại mẫu xe Honda Future này trang bị khối động cơ là 125 phân khối, cho ra công suất vào khoảng tầm 9,3 mã lực gì đó. Mô men xoắn là 10,2 Nm. Màu sắc cực kỳ đẹp luôn. Màn hình thì full LCD dạng analog. Hiện tại rất nhiều bạn đang mong muốn tới cái phiên bản mới sẽ được trang bị kết hợp giữa analog và LCD giống như mẫu xe W125i của Thái. Chìa khóa thì 4 trong 1 bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên. Vị trí phía sau xe đây rất đẹp luôn. Và các bạn có thể để ý cái thể giấy rất kỹ rồi. Những cái màu sắc của những mẫu xe Honda cũng rất đơn giản, kể cả những mẫu xe Honda Future ở đây. Không có bất cứ một cái tem nào cả, ngoại trừ màu sắc nhám của xe mà thôi. Kể cả các phiên bản khác cũng vậy, trắng đen, đen nhám, xanh đen, đỏ đô bóng, rồi phiên bản màu xanh dương cũng đều tương tự giống nhau các bạn nha. Hệ thống đèn hậu phía sau được làm vuốt nhọn lên cao ấy, vừa tăng tính thể thao hơn cho mẫu xe này một chút. Hiện tại đây là một dòng xe được rất nhiều khách hàng Việt Nam chúng ta quan tâm trong thời điểm hiện tại bởi cái tính thực dụng của nó. Một mẫu xe số thôi nhưng cốp xe khá rộng các bạn nha, để được cả một chiếc mũ full face cả đầu. Trang bị trên xe thì cao cấp hiện đại được thưởng thiết kế từ rất nhiều những cái mẫu xe tay ga cao cấp đến nhà Honda, mà cụ thể là dòng xe Honda SH. Và điều đặc biệt nhất, đây là dòng xe tiết kiệm nhiên liệu số 1 tại Việt Nam chúng ta trong tất cả những cái mẫu xe được bán chính hãng trong nước. Với mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe khi được trang bị hệ thống phun xăng điện tử Fi là 1,54 lít trên 100 km, quá tiết kiệm nhiên liệu luôn các bạn nha, số 1 luôn. Và phải nói một điều, đây là một điều mà dòng xe Honda đang làm khá là tốt. Khối động cơ của nó lên tới 125 phân khối nhưng mức tiêu nhiên liệu ấy lại còn tốt hơn rất nhiều so với những cái mẫu xe 110 phân khối trong thời điểm hiện tại. Thậm chí ngang ngửa với những cái mẫu xe 50cc. Vì hiện tại mẫu xe này được trang bị kim full là 110 thôi các bạn nha. Đó là toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay tôi đang muốn chia sẻ trực tiếp để các bạn cùng tham khảo thông qua video này với hai mẫu xe Honda Winix và mẫu xe Honda Future cùng ngang giá bán với nhau, nên chọn mẫu xe nào. Rồi, các giá này của mình, nếu hai các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh tốt nào các bạn nha. Xin chào và các bạn ở những video tiếp theo.